Mới đây, một số nhân viên tư vấn của Suzuki tiếp tục nhá hàng hình ảnh của Ertiga Hybrid phiên bản Sport xuất hiện tại đại lý. Mức giá dự kiến ở các đại lý vẫn chưa đồng nhất. Trong lần chào hàng mới nhất này, tư vấn viên đưa ra giá dự kiến cho Ertiga Hybrid Sport lên tới 690 triệu đồng, trong khi những đại lý khác lại là 649 triệu đồng và 662 triệu đồng. Phiên bản MT và AT của Suzuki Ertiga Hybrid cũng xuất hiện tình trạng tương tự khi trước đó giá dự kiến lần lượt chỉ là 518,6 triệu đồng và 585,6 triệu đồng. Đến nay, hai con số trên đã tăng lần lượt lên 540 triệu đồng và 612 triệu đồng. Nhân viên tư vấn cũng cho biết, hiện tại ở một số showroom đã có xe cho khách trải nghiệm, lái thử. Chiếc Suzuki Ertiga Hybrid phiên bản Sport được nhiều nhân viên tư vấn đăng tải mang ngoại thất màu xám, dòng chữ Hybrid Ertiga cỡ lớn xuất hiện hai bên hông xe. Xe sở hữu bộ body kit thể thao, gồm cản trước, nẹp hông, cản sau, cánh gió và đèn LED định vị ban ngày hình boomerang. Suzuki Ertiga Hybrid Sport ít nhất sẽ có một số điểm mới như ga tự động Cruiser Control, đèn pha tự động bật tắt, màn hình đa thông tin trên cụm đồng hồ kích thước lớn hơn và hiển thị màu, tính năng ngắt động cơ tạm thời. Ốp gỗ ở táp pi cửa, táp lô và vô lăng có màu mới. Động cơ dùng chung loại lai xăng điện Smart Hybrid K15C với bản MT và AT, sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.5 lít và motor điện, cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng, và mô men xoắn 138 Nm tại 4.400 vòng. Hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Cục đăng kiểm đã thử nghiệm Ertiga Hybrid ở Việt Nam. Phiên bản số sàn, cho mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 5,38 lít trên 100 km đường hỗn hợp và 5,05 lít trên 100 km đường trường. Bản sử dụng hộp số tự động 4 cấp tiêu thụ 5,69 lít trên 100 km đường hỗn hợp, thấp hơn 0,72 lít trên 100 km so với đời cũ.